Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Vợ chồng Đặng Thu Thảo bất ngờ làm điều này nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Hoa hậu Việt Nam 2012 khiến nhiều người phải ngưỡng mộ với cuộc sống sung sướng khi bước vào hào môn. Có thể thấy người đẹp ít chia sẻ về chuyện gia đình trước truyền thông và trên mạng xã hội, nhưng cuộc hôn nhân của họ vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Vào ngày 6 tháng 10, tròn 2 năm về chung nhà, Đặng Thu Thảo không phải khoe quả khủng cũng như tiệc riêng tư, mà thay vào đó hai vợ chồng đã cùng nhau đồng hành trong những chuyến thiện nguyện, làm thêm những điều ý nghĩa. Cô và ông xã kết hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh giúp các bà con vùng sâu, vùng xa bị đục thủy tinh thể, được phẫu thuật lấy lại ánh sáng, giúp họ có thêm cuộc sống tươi đẹp hơn. Cô chia sẻ, hôm nay kỷ niệm 2 năm ngày cưới, vợ chồng mình lại cùng nhau làm thêm những việc ý nghĩa. Chúng mình cùng với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh đã giúp các bà con vùng sâu, vùng xa bị đục thủy tinh thể, được đưa lên phẫu thuật lấy lại ánh sáng, thuận lợi cho cuộc sống hàng ngày và có thể nhìn rõ mặt con cháu, mọi thứ xung quanh. Hôm nay Thảo ngồi viết ra những dòng này một phần vui và rất hạnh phúc vì những gì cả hai làm dù nhỏ bé nhưng lại lan tỏa nhiều niềm vui đến mọi người. Sáng nay Thảo xin giới thiệu tổ chức mà Thảo và ông xã hay song hành để nhiều người được biết. Càng nhiều người biết đến thì sẽ càng nhiều người khó khăn có cơ hội được giúp đỡ. Cùng chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng hôm qua như học sinh, sinh viên đi gặp bà con, cô bác ở bệnh viện. Sau khi lập gia đình, hoa hậu trung thành với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, mặn mà và nhan sắc của bà mẹ một con được nhận xét là ngày càng cuốn hút hơn. Cả hai vào phòng để động viên tinh thần các bệnh nhân quá trình mổ mắt. Cô cùng ông xã diện sơ mi trắng giản dị nhưng cũng nhận hết lời khen ngợi từ công chúng. Tại buổi từ thiện, Trung Tính, ông xã cô đã chia sẻ về chuyến đi cùng vợ. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau từ công việc và cuộc sống. Vừa mổ xong, cô tận tình thăm hỏi từng cụ già sau thời gian khám chữa bệnh tại đây. Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tính chính thức hẹn hò từ năm 2015 đến tháng 10 năm 2017 họ kết hôn. Tháng 3 năm 2018 cô sinh con gái Sophia đầu lòng. Ông xã cô làm bên lĩnh vực kinh doanh bất động sản, có tiếng ở Sài Gòn. Từ khi lập gia đình đến nay dường như hoa hậu vẫn không còn xuất hiện nhiều tại sự kiện mà cô tập trung cùng chồng hỗ trợ việc kinh doanh. Và tối ngày 6 tháng 10 trên Instagram, Đặng Thu Thảo chia sẻ bó hoa hồng được ông xã Trung Tính gửi tặng nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Món quà được viết tên chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, món quà từ bố và con gái Sophia. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.